về bis chia hai nửa, tim khoe trong mật ngọt ngào, tim đi cũng được, không đi cũng chẳng sao. Như Du cập nhật liên tục chuyến trang mật trị giá hàng trăm triệu đồng. Chơi lớn khi để chồng khoe cơ bắp trước bàn dân thiên hạ. Đao. Hai Tuấn Kiệt, Puka hưởng tuần trong mật tận hai lần. <laughs> chẳng bù Minh Tú cưới xong là lao vào công việc dành tiền làm từ thiện. Wow. Diệu Nhi, anh Tú, vợ chồng Thanh Hằng đều không vội đi trang mật, cơ hội còn dài phía sau. Trang mật từ đây kéo dài tới suốt đời lần là... chứ đâu không phải là quy định sau cái đám cưới sẽ là một cái trang mật. Kế hoạch là hai người đều có có mút là mình sẽ đi châu Âu hoặc là đi nước ngoài, đi Ý, đi, đi, đi Hàn Quốc. Sau đám cưới, điều mà người hâm mộ hóng nhất chính là tuần trang mật của các cặp đôi nổi tiếng. Tuy nhiên, không phải đôi vợ chồng Vebis nào cũng có honeymoon ngay sau tiệc cưới, có những cặp đi liền, thậm chí là rất đầu tư cho chuyến du lịch của hai vợ chồng. Cũng có những đôi tạm thời để đó, chờ rảnh rồi đi hoặc quyết định không đi và dành tiền vào việc khác. Gây chú ý nhất thời gian này là Miju và chồng thiếu gia Minh Đức, cả hai đã có chiếc đám cưới lộng lẫy xa hoa với sự góp mặt của dàn sao Việt đình đám. Sau ngày cưới, Miju và ông xã lập tức khởi hành đi trăng mật, còn khoe không ít khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau khiến netizen được fan ăn cẩu lương ngập mặt. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, thì có vẻ chuyến trăng mật này của Mizu và ông xã Minh Đạt cũng muốn khối tiền. Nghe đâu giá trị chuyến nghỉ dưỡng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng và đắt nhất có thể lên tới 240 triệu đồng một đêm. Xong, chấn động nhất phải là khoảnh khắc khoe cơ bắp của ông xã Mizu trước bàn dân thiên hạ. Thần tiên tỷ tỷ đã không ngại chia sẻ video ghi lại hình ảnh quay từ phía sau lưng của cả hai khi đang dưới hồ bơi. Ai nấy đều phải suýt xoa trước body căng cực của thiếu gia Minh Đức. Hóa ra, gương mặt thư sinh kia chỉ là đang đánh lừa cư dân mạng mà thôi. Giống như Mizu, Jin Tuấn Kiệt và Puka sau khi làm đám cưới cũng lập tức khởi hành đi du lịch, hưởng tuần trăng mật. Cặp đôi đã có tận hai chuyến trăng mật ở hai quốc gia khác nhau, lần đầu là sang Hàn Quốc, lần sau là sang Singapore. Dù là đi đâu thì Jin, Pu vẫn luôn ngọt ngào, hạnh phúc và vui vẻ. Sau thời gian ăn chơi nhảy múa, Jin, Pu trở lại với công việc và hiện ông xã của Puka đang tham gia quay sâu. Có đôi chọn đi trăng mật liền thì cũng có đôi chọn tạm hoãn và để đi sau. Như Diệu Nhi, anh Tú đã khiến netizen được fan tranh cãi bởi sau khi đám cưới thì cả hai nhanh chóng lao đầu vào công việc. Giải thích cho việc này, cặp đôi cho biết do cả hai vẫn còn lịch trình chưa hoàn thành, đồng thời còn nhiều công việc chưa giải quyết nên đã tạm gác lại chuyến trăng mật. Không đi lúc này thì đi lúc khác, Diệu Nhi và anh Tú sau đó cũng đã có chuyến du lịch cùng nhau sang Hàn Quốc. Cả hai đã có những khoảnh khắc vô cùng dễ thương khi bên nhau. Hay như Thanh Hằng và ông xã Trần Nhật Minh, cả hai cưới xong cũng mau chóng trở lại với công việc chứ không hưởng tuần trăng mật. Giải thích cho lý do cắt bớt honeymoon, Thanh Hằng cho biết cả hai có thể đi trăng mật cả đời. Thay vì đi trăng mật, cô lại cùng chồng đi shopping, cũng là một điều rất thú vị. Trong khi đó, Minh Tú cũng lựa chọn không đi trong mật sau khi làm đám cưới, cô cùng chồng chọn đến thăm nơi cưu mang trẻ em mồ côi và người già neo đơn. Nữ siêu mẫu cũng có việc làm vô cùng ý nghĩa, đó là trích tiền mừng cưới của mình ra để làm từ thiện, quyên góp cho các hoạt động cộng đồng. Hành động này của Minh Tú đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người.